bán nguyên phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hòa Thủ. Tập 24, phần 3. Có thể là anh ta muốn kiểm tra cái gì đó. Ôi, hắn làm tôi sợ quá. Thời gian qua anh ta chỉ giả vờ giúp anh thôi. Cần phải hành động tỉ mỉ hơn. Giờ thì phải đến một nơi. Tổng trưởng công tố Tắc Trung Hoan. Tính luôn cả ông thì sẽ có tổng cộng 10 người có sợi dây chuyền này. Tôi đã kiểm tra hết cả rồi. Chỉ có duy nhất một người không có sợi dây chuyền này mà thôi. Chính là người mà hôm qua ông mượn dây chuyền đó. Cảnh sát gia, nếu cứ xông vào tên nghi phạm dựa vào những gì mà cậu tin là đúng thì cậu sẽ bị nghi phạm đâm một phát chí mạng. Cậu có thể chịu đựng được nó và sống sót khi bị đâm hay không? Đã là cảnh sát rồi thì sẽ không sợ hãi, dù miệng đang nôn ra máu hay chết dưới bùn lầy. Bí mật mà ông hiện đang che giấu và người ông đang che chở, tôi sẽ tìm ra nó một cách nhanh chóng mà thôi. Nếu như người đó là công tố viên Tắc Chi Hi thì còn thú vị hơn. Ba, sao dạo này cảnh sát cha lại... Còn nhớ sợi dây chuyền này không? Dù sao thì con cũng cần phải biết chuyện này. Giả sử Tắc Chi Hi gây ra tai nạn và Kim Đông Chu đã đe dọa anh ta bằng vụ án đó thì sao? Vì vậy mà giết người hả? Vậy khác gì một tên cặn bã đâu. Chưa đủ, thiếu động cơ. Một là Kim Trung Du biết gì đó quan trọng, hai là chúng ta đã bỏ lỡ thứ gì đó. Tìm được chưa? Dạ, tên cô ấy là Han Mi-suk, 45 tuổi. Cô ấy chuyển nhà và ở ẩn ngay sau khi chồng chết. Cô ấy tránh mọi cuộc điều tra sau khi xác nhận cái chết của chồng. Khó lắm em mới tìm được địa chỉ đó. Để em gửi nó cho anh nha. Làm tốt lắm. Han Mi-suk là ai vậy? Vợ Kim Trung Du. Vậy bây giờ thì làm gì đây? Mọi chuyện đều bắt đầu từ Kim Trung Du mà ra. Nếu chúng ta tìm được chuyện gì đã xảy ra trước khi hắn ta chết thì chắc chắn chúng ta sẽ bắt giữ được tổng trưởng công tố Tắc và công tố viên Tắc. Và biết đã bỏ lỡ điều gì. Anh là cảnh sát nên cô ta không nói đâu. Cô ta ở ẩn mà. Anh không hiểu hả? Phải thử thì mới biết. Xin lỗi, cô là Han Mi-suk có đúng không ạ? Nếu là cảnh sát, chắc là muốn hỏi về Kim Trong Du sao? Cảm ơn vì đã dành thời gian nha. Tôi biết là sẽ như vậy mà. Nếu vậy, thì tôi sẽ nói ra hết mọi chuyện. Vì tôi vẫn luôn thấy rất tội lỗi. Lúc đầu chồng cô được xác định chết trong vụ tai nạn với băng đảng, nhưng mà sau này thì cô lại làm chứng là chồng cô đã tự kết liễu đời của mình. Tại sao cô lại đứng ra làm chứng là chồng cô bị trầm cảm và muốn tự sát như vậy kia chứ? Họ nói với tôi là họ sẽ cho tiền nếu như làm vậy. Nếu tôi nhận tiền, nói tôi hãy từ chối gặp cảnh sát, nên bán nhà và rời đi. Người đó là ai? Tôi không biết. Tôi gọi lại cho họ vì tôi cảm thấy mình đã bán chồng để muốn trả lại tiền. Nhưng mà số điện thoại đó không còn. Họ bỏ luôn rồi. Tôi thấy rất kỳ lạ nha.
Chồng cô về Hàn Quốc sau 16 năm đúng không? Phải. Cách đây 16 năm, anh ấy kiếm được một khoản tiền và đề nghị sống ở Philippines. Tôi đành chịu, phải đi cùng thôi. Ở đó 16 năm là khá lâu rồi. Trời, kiểu bịt miệng phổ biến mà, đưa tiền và đuổi ra nước ngoài. Nhưng mà khi không còn tiền thì anh ấy lại nói nếu về Hàn Quốc thì có thể kiếm được thêm. Khi về đây anh ấy đã gọi điện cho một ai đó. Anh ấy định chạy taxi lại, nên anh ấy rất vui vẻ và mua một chiếc xe cũ vào ngày mà anh ấy đi lấy tiền đó, thì lại chết. Cô biết chồng của cô đã gọi điện cho ai không? Tôi không biết. Tôi biết rồi. Nếu cô nhớ thêm được chuyện gì thì hãy gọi số này. Ơi, biết ngay mà, đã bị mua chuộc để khai man. Kim Trong Đu chắc là biết chuyện gì đó, hoặc là nắm giữ một thứ gì đó rất là quan trọng, thì sẽ không thể trở thành mối đe dọa của tổng trưởng. Anh nghĩ vì lý do gì mà ông ta lại đưa tiền cho Kim Trong Đu để khai man như vậy chứ? Nè nè, trả lời rồi hắn đi nè. Hả? Bà đã biết chuyện còn gây ra tai nạn, và 16 năm trước. Bà, lúc đó thì con chỉ là đứa trẻ 17 tuổi thôi. Mẹ của con qua đời vì bệnh, trong khi đó thì ba lại quá bận biểu với công việc nên không thể chăm cho con. Khi bà biết con đã gây ra vụ tai nạn khiến cho ba người chết, còn con thì trốn khỏi hiện trường, mắt của con đỏ hoe, con vừa sợ hãi vừa khóc như thể con sắp chết vậy. Lúc đó bà đã tỉnh lại. Nhưng mà ba, vì vậy bà đã tìm đến gặp nhân chứng và nhờ hắn khai man. Kim Trong Đu, tài xế taxi đã chết à? Đúng vậy. Trước đây bà cũng từng hỏi con về Gongsu Chan đó. Chehi, con biết người nào tên là Gongsu Chan không? Cậu ta là con của tài xế xe tải, ngươi trở thành thủ phạm vì Kim Trong Đu. Con có bao giờ muốn biết sau vụ việc đó thì cậu ta bây giờ ra sao hay không? Vụ án đã kết thúc rồi mà. 10 năm sau Kim Trong Đu tìm bà và đe dọa bà, nhưng tự nhiên hắn lại qua đời. Và cảnh sát Cho Han Chun, người phụ trách vụ án đó cũng bị giết. Chắc cảnh sát cha nghĩ ba và cả con nữa là những con người có liên quan đến vụ án đó đâu. Có người ba nào để con của mình chịu đau thương bị uy hiếp đâu. Bây giờ ba đã sẵn sàng từ bỏ tất cả vì con rồi. Tai nạn tại ngã năm Incheon, 3 người chết. Tai nạn xe ở giao lộ Incheon, ai là thủ phạm? Tai nạn lái xe khi say rượu, con trai thủ phạm là người sống sót duy nhất. Tai nạn gần ngã năm Incheon, tại hiện trường có cặp vợ chồng trẻ, trong số 3 người chết. Tai nạn lái xe khi say rượu ở ngã năm Incheon, con trai thủ phạm là người sống sót duy nhất. Gongsu Chan, rốt cuộc anh định bám theo tôi tới bao giờ vậy?
được rồi. Mình sẽ hạ quyết tâm quên cái tên độc cô đã bỏ rơi mình. Từ giờ trở đi mình chỉ nghĩ tới anh Xuân Cha thôi. Cứ chờ tới lúc anh Xuân Cha tỉnh dậy đi, mình sẽ không bao giờ thèm nhớ tới một người như anh ta. Anh đang ở đâu vậy? Được rồi. Dạ. Đã phát hiện mục tiêu. Vậy em đang ở trạm xe buýt. Có bông súc. Từ giờ đừng làm vậy nữa có được không? Chờ chút. Anh biết đó. Cái chuyện theo này luật hình sự điều 342, cô đã bị bắt tại trận vì tội trộm cắp không thành. Nhưng mà hôm nay tôi không thấy gì và biết bất cứ điều gì hết. Anh đọc cô à. Nhưng khi đứng trước mặt cô bông súc lần tới đây sẽ là cảnh sát sơn hớt độc cô. Beep, beep, beep.